Hello, chào buổi tối mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Lại là mình, Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể để đặt lịch Tarot, trải bài riêng hoặc là lá số chiêm tinh cá nhân, hoặc là học Tarot một kèm một với mình qua trang Facebook chiêm tinh cổ học và Instagram nhé. Và các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Rồi, thế thì hôm nay sẽ là cái tập cuối trong cái series về dự đoán tháng mới của mình. Hôm qua mình không ra được video bởi vì hôm qua mình có chút được đột xuất. Thế nên hôm nay sẽ làm bù cho các bạn. Đây. Và bắt đầu từ tháng sau, mình sẽ bắt đầu quay lại cái kế hoạch là mỗi tháng mua một bộ bài mới. Đấy. Mỗi tháng mình, trước đây mình là như thế, mỗi tháng mua một bộ Tarot hoặc là Lenormand hoặc là Oracle mới. Nhưng mà mình dừng lại cho đến tháng 8 đến tháng 9 á, vì mình thấy thế là đủ rồi. Nhưng bây giờ mình lại thấy là lại thiếu rồi, lại có nhu cầu mua thêm rồi. Mình thì chắc là có khoảng 13-14 bộ gì đấy. Hình như là hơn. Hình như tổng bây giờ là 10. Ừ, tầm đấy thôi, 13, 14, 15 thôi nhá. Chắc chắn là dưới 20. Rồi thì hôm nay chủ đề về dự đoán tình hình sức khỏe và tâm lý của các bạn trong tháng 11. Thì các bạn có thể xem video về dự đoán tình yêu và dự đoán công việc trong cái phần những cái video cũ của mình nhá. Hôm nay là sử dụng 3 bộ bài này: Tarot ngụ ngôn này, Tarot mặt trăng ôm mặt trời này, và Tarot và Oracle hoa hồng. Ba bộ được sử dụng ngày hôm nay, và hôm nay sẽ cho các bạn chọn tụ bằng đá. Đấy, mình sẽ bốc ngẫu nhiên nhá. Tụ 1 nào. Tụ 1 là tình hình sức khỏe của các bạn. Đá màu xanh nước biển. Rồi, đây là tụ 1. Tụ 2 nào, tình hình sức khỏe của các bạn. Ôi. Đá màu cam. Đây là tụ 2. Và tụ 3 cho tình hình sức khỏe tâm lý của các bạn. Tụ 3. Đá màu hồng vuông. Hồng này hơi nhạt một xíu. Đây là 3 tụ dành cho các bạn. Rồi. Rồi nhá, các bạn đầu tiên là các bạn hãy để chọn tụ này. Thì đầu tiên các bạn hãy nhắm mắt vào, hít một hơi thật sâu, ba hơi thật sâu. Trong quá trình hít thở, cố gắng không nghĩ linh tinh, để đầu óc trống rỗng. Trước khi hít thở, các bạn có thể nghĩ về câu hỏi và nghĩ về trải bài, thế thôi. Nhưng trong lúc hít thở thì tốt nhất nên để đầu óc trống rỗng và mở mắt ra. Thấy viên đá nào đập vào mắt bạn, thấy viên đá nào thu hút nhất thì hãy chọn nó nhé. Và các bạn hoàn toàn có thể chọn từ 2 viên trở lên, tương ứng với 2 tụ trở lên. Và nếu các bạn cảm thấy bị thu hút bởi cả 3, muốn nghe câu chuyện thông điệp của cả 3 thì chọn cả 3, không vấn đề gì nhé. Cho các bạn nhìn kỹ này. Tụ 1 là đá màu xanh nước biển. Tụ 2 là đá vuông nhỏ màu cam, nâu cam. Và tụ 3 là đá màu hồng hơi nhạt nhạt. Hồng hơi nhạt một chút. Sau khi các bạn chọn xong, mình xin phép được vào tụ 1 nhé. Hello các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn viên đá màu xanh. Rồi, mình sẽ để đá bạn ở đây. Rồi, giờ để xem là thông điệp dành cho các bạn liên quan đến vấn đề sức khỏe và tâm lý nhé. Tình hình sức khỏe và tình hình tâm lý của các bạn trong tháng 11. Trước khi chúng ta rơi ra một lá. Rồi, các bạn có 7 kiếm. Bộ này mình sẽ rút 2 lá. Mỗi bộ tarot mình rút 2 lá. Và lá cuối. Chẳng hề chẳng ngốc. Thằng hề gã ngốc. Ái chà chà. Rồi, bây giờ mình rút hết cả 2. Để xem cái thông điệp dành cho các bạn về tình hình sức khỏe. Trước tiên là mình chưa gì mình đã thấy có cái giờ cứ rút hết đã. 6 xu và 10 ly. Ok, thế này nhá.
Có thể là về tinh thần ấy thì rất là ok. Về tinh thần thì không vấn đề gì. Tuy nhiên về vấn đề sức khỏe cơ thể thì nên có cái nên cần xem xét lại, nên có cái chú ý hơn. Nên có những một số thứ chú ý hơn. Có thể là bận rộn và bạn vui vì cái điều bận rộn đó. Dĩ nhiên bận rộn thì bận rộn vì công việc, bận rộn vì học tập là vui, nhưng mà có cảm giác như là hơi bị gồng gánh quá. Mà bạn biết là khi mà chúng ta làm quá nhiều cho làm việc liên tục trong một thời gian dài không có sự nghỉ ngơi thì dần dần chúng ta sẽ bị kiệt quệ. Bây giờ thì có thể bạn chưa cảm nhận được cái sự kiệt quệ đấy đâu, nhưng mà theo thời gian thì cơ thể của bạn nó sẽ bắt đầu có những cái dấu hiệu, được chưa? Dần dần là sẽ đến cả có thể là bạn giữ được cho tinh thần thoải mái vui vẻ nhưng mà cơ thể thì không. Tức là bây giờ bạn mải làm việc quá mà bạn vừa làm vừa có cái thói quen vừa làm vừa ăn chẳng hạn, hoặc là bạn thức khuya chẳng hạn đấy, hoặc một số bạn mình thấy thay vì dậy sớm làm việc mà là thức khuya làm việc và sau đó sáng dậy muộn, được chưa? Đấy. Có thể bạn cho rằng là ui giời quan trọng gì, miễn là mình làm được việc mình vui là được. Nhưng mà có những cái hoặc là các bạn đang làm mỗi mỗi lần gì nhỉ, mỗi lần xì chét các bạn lạm dụng một, mình thấy có rất là nhiều bạn nhé có thói quen là xì chét xong hút thuốc đúng không đấy, và bạn lạm dụng cái điều đó mỗi lần xì chét thì bạn lại đi phì phèo một hai điếu, thậm chí thế là dần dần cơ thể bạn nó thèm nicotine, và thế là thay vì một hai điếu một ngày và bây giờ lên bắt đầu ba bốn và lên từ từ biết đâu đến một ngày nào đấy lại thành một một bao một ngày. Ta về tình hình tinh thần thì mình thấy có vẻ là ổn, không đến nỗi nào, có 10 ly ở đây. Nhưng mà về tình hình cơ thể thì đang ở mức, nó chưa ở mức báo động lớn mà đang ở mức báo động nhỏ, bắt đầu có những cái dấu hiệu rồi. Và nhá, có thể là bạn mới bắt đầu một cái kiểu công việc nào đó, được chưa? Mình thấy có lá chàng hề trắng ốc, có thể bạn mới bắt đầu công việc học tập, mới đi học hay là mới bắt đầu công việc nên bạn rất là bận và bạn cái gì mới, bao giờ mới chúng ta cũng nhiệt tình, nhiệt huyết với nó đúng không? Không những nhá, nhưng mà vấn đề ở đây là không những bạn làm cho bạn, mà đây mình thấy là không ai giúp đỡ bạn trong cái công việc học tập này cả. Bạn có 7 kiếm với bạn có 6 xu ở đây. Cả hai lá này đều cho mình thấy là một là bạn đã không có ai giúp lại còn phải đi giúp đỡ người khác. Có thể bạn là người cả nể, bạn thích đi giúp người này người kia, ai nhờ thì không từ chối. Nhưng đến khi mình nhờ họ thì họ lại từ chối mình. Đấy. Có cái xu hướng như thế. Tham công tiếc việc rồi cả nể. Từ đó là dẫn đến cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu xấu về sức khỏe. Tinh thần hiện giờ vẫn vui, không sao. Giờ thì chưa biết đâu. Chưa đổ bệnh nên là vẫn chưa cái gì nhỉ? Chưa tỉnh ngộ ra đâu. Thế nên là nên xem lại cho mình xem là liệu bạn có đang bị ham hố làm việc quá, ham hố giúp đỡ người khác quá mà quên đi chăm sóc bản thân. Đấy, mà quên đi chăm sóc sức khỏe nhá, sức khỏe cơ thể hay không. Bận rộn là tốt, bắt đầu một cái kế hoạch mới rất là tốt, tốt thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà gì cũng nên có giới hạn và cân bằng của nó. Và lời khuyên trong phần sức khỏe của bạn, chúng ta có lá bảo vệ ở đây. Đấy. Bảo vệ và bảo vệ cái nguồn năng lượng của bạn, bảo vệ sức khỏe của bạn. Hãy kêu gọi cái nguồn năng lượng, cái sức mạnh của bạn và cắt bỏ những cái điều mà nó ảnh hưởng đến năng lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đấy, thì mình đã nói rồi đúng không? Bạn xem cho mình là bạn bỏ được cái thói quen nào, hay là nói thẳng ra là có công việc nào mà bạn thấy là nó không còn giúp ích được cho bạn nữa, hay là bạn có xu hướng ôm đồm quá hay không, hay là bạn thấy là mình không đủ thời gian và sức khỏe để giúp đỡ ai đó thì bạn nên biết nói không. Một cái thông điệp nữa dành cho các bạn tụ một đấy là hãy biết nói không, hãy biết dứt khoát, không vấn đề gì cả. Mà bởi vì có thể là bạn giúp đỡ người ta nhiều quá,
Vì bây giờ người ta coi cái việc bạn giúp đỡ họ là điều nghiễm nhiên. Đến khi mà bạn không giúp nữa thì họ lại trở mặt. Đấy, một số tính cách cần phải thay đổi, cả nể này. Đấy, kiểu như là giúp đỡ người khác mà quên chữa lành cho chính mình này. Ôm đồm nữa cũng có ở đây. Đấy nhá, đấy là những thứ mà các bạn à tụ một cần phải lưu ý trong thời gian tới, trong tháng 11 này, về sức khỏe và tinh thần. Tinh thần thì ok, tinh thần thì ổn, nhưng mà sức khỏe thì cần lưu ý. Rồi, thế chắc mình sẽ dừng cái trải bài của các bạn tụ một tại đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Các bạn tụ một nhớ là trong tháng 11 này cần phải có những một số điều chỉnh và thay đổi về cái hành vi thói quen. Và hành vi thói quen của các bạn nhé. Rồi, bye bye. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người chọn đá màu nâu, à không, vàng cam. Nâu cam chứ. Rồi mình sẽ để đá các bạn ở đây. Rồi trong cái trải bài về dự đoán, dự báo tình hình sức khỏe và tâm lý dành cho các bạn, tâm lý tinh thần, mình đầu tiên mình sẽ rút 4 lá bài tarot, mỗi bộ 2 lá. Tình hình sức khỏe tinh thần dành cho các bạn tụ hai. Wow, chưa gì chúng ta đã có 5 kiếm. Và một kiếm. Ai chà. Mình sẽ rút hết 4 lá rồi mình nói một thể nhá. Nhưng mà trước hết là mình cảm nhận được có sự liên quan đến bệnh cơ thể thì có thể là đau đầu. Mình cảm nhận được có sự đau đầu ở đây. Chariot. Và wow, lại kiếm nữa này. Mệt quá. Cái năng lượng của tụ này hơi nặng nề. Mình cảm thấy bị mệt mỏi và nặng nề theo. Cảm giác như là bạn đang ở trong một môi trường rất độc hại. Đó, và cái những cái sự độc hại của những người xung quanh nó đang ảnh hưởng đến bạn một cách vô cùng tiêu cực. Có thể là gia đình nhá, không nhất thiết là phải chỗ làm đâu, có thể là gia đình, có thể là lớp học của bạn, hoặc cái nhóm bạn đang chơi, hoặc cái khu dân cư bạn đang ở. Cái năng lượng của những người xung quanh rất, cái tần số rất thấp. Có thể là thế này, không nhất thiết là bạn đang ở một cái khu dân cư mà nó thiếu an toàn, mà mình cảm thấy đây là một cái kiểu tần số thấp này, kiểu sân si và bon chen á. Đấy, hoặc là bạn đang làm trong một cái môi trường mà rất là độc hại theo kiểu sân si và bon chen. Những người bạn bạn đang chơi cùng, bạn đang kết giao cùng, tương tác cùng cũng có cái tính độc hại và bon chen. Và bạn đang bị ảnh hưởng nặng nề những người đó. Nói chung là cái này thì nó, cái tụ bài này thì nó giống về sức khỏe tinh thần nhiều hơn là sức khỏe cơ thể. Và cái đau đầu ở đây có thể là đau đầu về khoản trừu tượng, nghĩa là bạn cứ suốt ngày ở bên cạnh những cái người đó, nghe người ta càm ràm. Ví dụ là bạn ở giữa hai cô A, cô B, cô A nói xấu cô B với bạn, cô B nói xấu cô A với bạn. Thế là bạn bị đau đầu theo kiểu đấy ấy. Mệt quá, không muốn nghe nữa, đau đầu quá. Xong dần dần nhá, bạn phải hiểu là tinh thần và cơ thể nó có cái sự gắn kết mạnh mẽ với nhau. Khi bạn đang mệt mỏi ở cơ thể nhá, thì tự dĩ nhiên là cái mood, cái tâm trạng của bạn nó cũng đi xuống. Chẳng ai bị ốm, bị đau mà bạn cười tươi rói rói, hớ hớ sướng quá tôi bị ốm cả, đúng không nào? Mặt mũi bơ phờ, mệt mỏi đúng không? Và không ai đang mệt mỏi kiệt quệ bên trong mà cơ thể khỏe mạnh cả. Đấy, hai cái trong và ngoài của bạn nó luôn đi đôi với nhau. Thì với bạn nhé, có thể là vì mệt mỏi đau đầu về mặt tinh thần trước, theo dần dần nó chuyển thành đau đầu thật. Đấy. Nghe nhiều quá, hứng nhiều cái năng lượng tiêu cực vào người quá, dần dần bạn cũng bị ảnh hưởng theo, ảnh hưởng tiêu cực theo. Thì với các bạn tụ hai này, nếu được nhá, bạn
nên ra khỏi cái, dĩ nhiên là mình không nên ép mình vào ở trong cái tình huống này, ra được càng sớm càng tốt thật sự ấy. Mình bảo rồi, rút bốn lá lên và mình thấy năng lượng khá là nặng nề. Mình chỉ là cái người đọc bài, diễn giải bài thôi, mà mình cảm thấy nếu mình ở trong cái môi trường này mình cũng phát điên. Đấy, cái môi trường này không phải là cái môi trường độc hại đánh nhau, mà là môi trường độc hại theo kiểu sân si bon chen bằng lời nói ấy. Hoặc là bằng cái thái độ của mọi người dành cho nhau á. Đấy. À, trước mặt thì có vẻ ok bình thường, nhưng sau lưng thì nói xấu không ra gì, hoặc là luôn tìm cách chèn ép, rồi luôn tìm cách luôn ghen ghen tị với nhau, người này ghen với người kia, so đo kỳ kèo từng thứ một. Không liên quan, nhưng mà dạo gần đây, cách đây khoảng 1-2 tháng thì mình có chơi game. Game này là game nhập vai á, game online, game chơi, chơi trên máy tính. Thì bạn biết môi trường của game mà. Không biết bạn nào đây hay chơi game không? Thì mình chơi game đấy, mình đã từng chơi cách đây khoảng 4 năm. Bây giờ thì nó mở lại server thì mình chơi lại. Đấy. Mình rất là hào hứng bởi vì mình được chơi lại cái game của mình nên mình thích, nhưng mà mình buộc phải bỏ nó nhá, mặc dù các bạn biết là mình chơi game thì thỉnh thoảng mình cũng nạp tiền. Đấy. Nạp không nhiều đâu, nhưng mà khi mà bạn phải bỏ một cái nhân vật game, cái game bạn thích và số tiền bạn đã nạp, nhưng mà bạn vẫn phải bỏ. Đây mình nhá, câu chuyện của mình vẫn phải bỏ bởi vì cái con người trong game đó của mình rất là tiêu cực. Các bạn chơi game đó rất là tần số rất là thấp. Tất cả những người mình gặp hầu hết luôn. Dĩ nhiên không phải ai cũng thế, nhưng mà đa phần. Thì thật ra ấy, cái game trước đây cũng là game đấy trước đây mình chơi, con người ta vẫn là như vậy, nhưng mà 4 năm trước thì mình ok. Ở trong cái tần số thấp đó mình ok, nhưng bây giờ cảm thấy là mình đã khác rồi. 4 năm sau bây giờ mình đi làm công việc nó liên quan đến tâm linh, tinh thần thế này, nên là mình nhạy cảm hơn và cái tần số của mình không còn thấp như thế nữa. Nên khi mình bị bỏ trong một cái môi trường đó, mình cảm thấy để lâu mình cũng sân si bon chen giống họ. Đấy, kiểu đến lúc đấy mình còn không hiểu tại sao là chỉ là chơi game thôi mà mọi người phải kỳ kèo so đo nhau đến đến từng cái chỉ số một. Thật sự rất mệt mỏi. Mình đã phải bỏ game. Mà những bạn chơi game với mình nói thật nhá, toàn tầm tuổi mình trở lên, vì đây là game cũ rồi mọi người chơi lại. Đó, chứ không phải là những nhỏ tuổi đâu, không phải là trẻ trâu đâu nhá, mà toàn là tầm tuổi mình trở lên đấy. Đấy, thì đấy là một trong cái ví dụ để bạn hiểu là à, môi trường độc hại nên bạn cần phải từ bỏ nó. Lời khuyên trong cái tháng này dành cho các bạn tụ hai. Đấy. Ok, chúng ta có cái sự tụ tập, sự tụ tập theo một cái nhóm. Đấy, nhưng mà cái nhóm này là cái nhóm Soul Tribe, nghĩa là những một cái bộ lạc, một cái cộng đồng, nhưng mà có kết nối linh hồn với nhau. Thì thật ra cái lá bài này cũng nói về cái một một cái nhóm, một cái cộng đồng. Nói về số đông. Thì cũng đúng với cái trải bài của các bạn tụ hai thôi. Đấy là thay vì các bạn ở trong cái nhóm mà ở trong cái cộng đồng mà các bạn khiến các bạn đau đầu, khiến cái năng lượng của các bạn đi xuống, thì hãy chọn một cái cộng đồng mà nó sạch sẽ hơn, nó lành mạnh hơn. Đấy. Ở trong môi trường độc hại nhá, dần dần mình cũng sẽ trở thành như người ta. Đấy, cảm giác như là bạn như thế này nhưng mà vây quanh khoảng 100 người nữa. Nhớ cái câu gì của các cụ nhỉ? Gần mực thì sáng, gần đèn thì rạng đấy. Đấy. Chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài hơn là chúng ta tưởng. Thì thế là đã lời khuyên dành cho các bạn tụ hai nhá. Rồi, mình sẽ dừng trải bài các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye. Hello, các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người chọn đá màu hồng nhưng mà hơi nhạt một tí. Cái này giống hồng trắng à? Đấy, để đá các bạn ở đây. Rồi trong cái trải bài về dự đoán tình, à không phải tình cảm, dự đoán tình hình sức khỏe, tinh thần, tâm lý của các bạn trong tháng 11, mình sẽ rút 4 lá tarot, mỗi bộ 2 lá. Xem nào. Thế giới. Ái chà. Và ba kiếm.
Giờ mình rút nốt rồi mình diễn giải một thể nhé. Gì đây? Ba gậy và bảy kiếm. Ôi giời ơi. Đây giống một cái tháng nó về tình hình sức khỏe và tinh thần. Thì mình thấy đây là một cái tháng trước hết là về sức khỏe cơ thể nhá, thì là khỏe mạnh. Thấy chưa? Nhìn chung sức khỏe kể cả tinh thần lẫn cơ thể nhìn chung là không có nhiều biến cố. Cái lá thế giới này cho mình thấy nhìn chung cái năng lượng chung của các bạn trong tháng này là tốt. Đấy. Và nếu có những cái vấn đề thì nó chỉ là vấn đề về tâm lý tinh thần thôi. Sức khỏe cơ thể thì ổn. Và tâm lý tinh thần thật ra ấy, những cái vấn đề tâm lý tinh thần của bạn ấy, so với tụ 1 hoặc là tụ 2 thì mình thấy những vấn đề của bạn nó không lớn lắm. Những cái vấn đề của bạn thật ra trong tháng này nó không lớn lắm, hoặc là nó là cái kiểu tàn dư từ tháng trước. Tại mình nói tàn dư tức là sao? Có thể là bạn chia tay người yêu, nhưng mà bạn chia tay từ tháng 9, tháng 10 rồi. Đó. Và đến tháng 11 nó là dư âm của cái việc chia tay. Bạn bị sếp chửi, bạn cãi nhau với bạn bè. Nói chung là những cái biến cố trong cuộc đời bạn nó đã diễn ra rồi. Và tháng 11 chỉ là vẫn còn hơi hơi cái hương vị của sự buồn bã, của sự đau lòng, nhưng nó không còn nặng nề như trước nữa. Nói chung cái trải bài này, tụ bài này thì không phải là một tụ bài nặng nề giống các bạn tụ 2, nhưng mà nó cũng không phải là tụ bài quá vui vẻ. Được chưa? Nhưng mà cái sự không vui vẻ á, ở đây á, được thấy qua 3 kiếm và 7 kiếm. Nhưng mà cái không vui vẻ, cái buồn bã ở đây là chủ yếu do bạn thôi. Yếu tố bên ngoài thì nó đã xảy ra rồi, chia tay xảy ra rồi, mất việc, sếp chửi xảy ra rồi. Tháng này thì không có xảy ra cái biến cố to nào khiến cho bạn đau lòng nữa. Nhưng mà bạn có thể vẫn chưa tìm được cái niềm vui mới nên mình vẫn hơi hơi buồn. Đấy, cái năng lượng, cái tinh thần của các bạn, tổng thể tinh thần của các bạn trong tháng này là hơi hơi buồn. Hơi hơi thấy thiếu thốn, chưa có người yêu mới thiếu thốn, chưa công việc mới thiếu thốn. Công việc nó vẫn chưa được giải quyết triệt để, thế là lại thấy thiếu thốn gì đó. Và hiện giờ nhá, bạn á thì bạn đang có rất là nhiều những cái kế hoạch, những cái thứ bạn muốn làm. Ba gậy cho mình thấy điều đấy. Nhưng mà đang chưa hành động. Cái này thì không liên quan lắm đến vấn đề sức khỏe hay tinh thần của bạn nhé. Nhưng nói thẳng ra nhá, bạn khỏe rồi. Nếu mà cần thời gian chữa lành thì bạn chữa xong rồi. Cần thời gian độc thân hay cần thời gian chiêu chiêu sau những cái biến cố về công việc thì bạn chiêu xong rồi, bạn chữa lành xong rồi hết rồi. Đây là thời gian để bạn nên hành động. Là ba gậy cho mình thấy là bạn đang ở trong vùng an toàn, hay là bạn đang heal hơi lâu, chữa lành hơi lâu. Kiểu như là bạn có bệnh thì bạn phải vào bệnh viện để bác sĩ chữa bệnh cho bạn. Chữa xong thì nên về nhà, nhưng mà bạn không chịu về. Bởi vì bạn sợ là về nhà lại phải đi học, đi làm lại. Nên bạn đang trì hoãn cái sự về đó. Đấy. Có thể có một cái năng lượng nữa dành cho các bạn tụ ba, đó là sự trì trệ. Thế nên mình mới bảo thật ra thì sức khỏe và tinh thần của các bạn trong tháng này chả làm sao cả. Chỉ là do tự bạn mà thôi. Sự trì trệ ở đây, thiếu một cái gì đấy mới. Được chưa? Và đừng chờ ai đó đem cái mới đến cho bạn, mà bạn phải tự đi tìm kiếm nó thôi. Đó, có cái rồi. Lá lời khuyên dành cho các bạn tụ ba đó là sự biến đổi, sự thay đổi, sự lột xác. Đấy, và sự chữa lành ở mức độ sâu sắc nhất, nhưng mà chủ yếu là thay đổi lột xác. Rồi chữa lành xong rồi, giờ là lúc về và để làm lại cuộc đời. Khỏe mạnh rồi. Đấy, yên tâm là bạn khỏe rồi, bây giờ bạn khỏe như vâm ấy mà. Mình thấy cái năng lượng của bạn là như vậy. Ngay khi bốc được cái lá về thế giới là mình biết là khỏe lắm rồi. Còn mấy cái lá sau nó chỉ nói là thế nào nhỉ? Khỏe nhưng mà lười. Đó là cái năng lượng của các bạn tụ ba. Nói chung tụ này cũng chẳng có gì đáng để nói cả về tình hình sức khỏe và tinh thần.
Và bạn nhớ, những bạn tụ ba đang nghe trải bài nhớ, mọi cái vấn đề về tinh thần hiện giờ của bạn á, chủ yếu là do bạn mà ra, nhớ cái đấy cho mình. Có thể là do bạn nghĩ nhiều, có thể là do bạn là cái kiểu người thích gặm nhấm nỗi đau, thích gặm nhấm nỗi buồn. Thay vì nghĩ, thay vì cứ kiểu như là chia tay người yêu từ tháng 8 nhưng mà đến tháng 10 thì nếu mà bạn vừa chia tay thì một tuần đầu bạn khóc lóc mệt mỏi không làm việc được thì người ta còn hiểu, bây giờ 2 tháng rồi mà bạn vẫn khóc lóc mệt mỏi không làm việc được thì với mình đấy là lười. Ok đấy. Cái gì nó có giới hạn nha. Đấy thì đó là cái trải bài dành cho các bạn tụ ba. Rồi, thế mình mong trong tháng 11 này bạn sẽ chăm chỉ hơn, có một cái gì đấy mới, bắt tay vào những cái kế hoạch, những cái dự định của bản thân bạn và bước ra khỏi vùng an toàn và tự lột xác cho bản thân nhá, tự thay đổi bản thân. Rồi, mình sẽ dừng trả bài đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Bye bye.